nào nãy cái thằng đó đó. Hợp ơi, hợp ơi, hợp ơi, em đứng chặn đầu. Nó cho đó. Xin chào cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Thì tối nay hôm nay mình sẽ dựng cái liệu ở đây để đi bắt ếch cùng vợ của mình ha. Hôm nay đi có thêm con bi nữa. Con su người quen mặt quá, hôm nay có thêm con bi nữa. Anh Canh Anh kìa, con cũng xin chào ông bà cô chú. Giờ mình tủ lên nha. Rồi mình dựng cái liệu lên, nằm cho nó mát lên. Cho nó im rồi, im lên. Giấc này cũng hơn 11 giờ tối rồi. Dựng liều xong là mình có thể ra đi vòng vòng một bằng để mình bắt được. Bữa nay chắc gió lạnh luôn quá. Sao sát thì trong chút nó ra ngoài à. Giờ còn với mình có đi ra mình bắt hết. Mình soi ở ngoài có mình bắt. Ồ, bữa nay có binh lính theo dữ. Ba con không? Kìa, bi đó kìa. Mình thấy là con đó. Hôm nay đi thấy vui ạ. Cái này mà ớt nó kêu quá kêu. Vậy anh? Cặp luôn. Cặp luôn hả? Cái này mới ra mà mới hàng cặp luôn. Ồ. Hết hộp. Hết bự luôn. Lặn rồi, lặn rồi. Hay á. Con vừa theo mất dấu luôn. Bắt nó chán rồi. Hết được rồi, cho lên cho tối mình tập nữa. Rồi tới cái chỗ mình đặt 12 cái mục. Để mình thăm thử có con nào.
với con rắn nước. Con rắn nước. Rắn nước mình để nó luôn được. Để đây nó cắn nó kìa. Sáng rồi nó. Ồ, nó là chuột trắng. Ở đây chút mình lại dán mà. Ủa sao cái mức để sát ra mà. Ủa, con bớt. Hai con. Bi vậy nó lóc chóc quá à. Để mình thật như vậy là có một chút có chín không? Mình lóc chóc. Ôi dính vào con ớt mỉ quá. Thank you.
bự không mấy anh? Hai con ếch nái gì con? Ba con ếch nái luôn. Không có rồi, có gì không có. À lóc chốc làm sao á. Cái này hai con mà con ếch với con cóc. Thường cóc người ta nói ăn cũng được ha. Nấu cháo ăn nó trị bệnh á. Cóc lạm nó cao hơn nữa. Nè, bi. Ủa nái không à? Ừ, nái không. Này vô má nước lượng ở trái à. Em đi theo là hàng bự bự không anh ơi. Đầu này không có hả? Không còn nữa. Rồi lần này em có bị lủng không? Cái này xem ru vậy, không có gì cho hả? Giật mình hả? Ếch nhỏ nữa mình thả lại giờ mình đi soi anh hả? Mình thấy nữa bi hết hồng hết trái ý à sướng sướng tài. Hả? Anh nhỏ hả? Dầu nó là tốt nữa. Dầu mình lấy cái túi này là mỗi túi khác nè quá. Tốt rồi. Giờ đến mình cho việc mình đổi cái túi khác. Tập mình đi sai túi. Mới ra một chút là được một túi cho con bị ha nha. Ừ. Thấy tinh thần nó phấn chấn vậy. Như một bữa trước đi ra loại bắt được con loại hoài luôn không có. Thấy nó nản gì đâu. Cuộc tôi chắc nha. Chắc
này giống hết đợt nãy. Lên cặp luôn. Anh đợt hình nhỏ hơn anh trai. Sao bắt nó không vậy? Sao thả luôn, cho nó lên cặp. Thả đi. Bữa nay anh bắt ếch cái thôi. Ở dưới có đèn đi soi rồi. Có mấy chú rồi đi soi. Từ 11, 12 giờ soi ra dính nó nhiều. Con này như cái nải hay gì nè. Ủa đâu rồi? Hay vậy? Ý nhờ. Nhanh 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 lên ơi. Chạy nhanh. Công nhận tay anh mò hay thiệt. Mò hồi là cũng dính à. Này ớt quá kìa. Mình thấy một cặp ớt anh chàng lại gặp. Trời ơi, hết sức quá trắng gì vô rồi. Cũng ngon. Ô, hết được cũng bự nè. Hết sức cộng hết bự rồi. Đúng nè. Bát hết hồng là bát chứ. Dư. Đá nó bự gì đâu. Nó bị phút cái điện thoại đó. Ừ, phút cái bóng. Cái bóng đó. Đó, cho em đi làm nhìn nó không phút. Áp bị ghê không cả nhà. Bắt anh ơi. Thấy nó nhúc nhích. Nhúc nhích, nhúc nhích rồi đó. Nguyên cố rồi. Hai cái giò trước của ếch đực á, nó ôm vô ếch trái. Nè, hai giò trước nó câu vô vô gan con ếch nè. Đừng nói khều khều hồi nhảy nha, ôm cứng ngắt luôn á. Không nhúc nhích luôn.
kỳ quá à. Chỗ nào ôi con ếch cái nè, thấy thằng chứ. Ủa rồi chút xíu nó nhảy ngất cái trên nữa rồi đó. Mà bỏ vô bị lên đây. Nè hen, ở chỗ đó mà anh. Hết nãy anh không thấy nè. Cặp nó hả? Cám hả? Con không còn nữa trắng. Dùng nó rồi thì gì nó đó hả? Nó ụt đi nó không phải chạy chạy ba cái gươm nó làm như ba cái gươm nó đó. Này muốn chơi cho trò trốn tìm nè. Đã giờ có cặp ếch cái bị mệt đực nhỏ con đực bị nó mang cái tiếng. Đã gần gần thầm mình không thấy được cặp. Nhỏ nhỏ rồi. Rồi vậy thôi. Tiếp tục. Cặp mấy giường thì cũng nhiều lắm, nhưng mà mình gọi đèn tới lại nhảy vô giường không cơ. Còn dướng thôi Vinh ơi, còn dướng thôi cỏ, cái bờ. Hả? Rồi, chui vô. Hay vậy? Chui vô đuột luôn rồi. Mình lại nửa mệt chút rồi, các miếng tét ăn vậy, nó bụng quá. Nửa mệt chút đi. Dầm. Nó đang
Tại vì bữa nay ớt cái nhiều. Bự 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 không. Con bù hồng nó vô có uống hỏng hò. Tôi có dướng không anh? Nó mắc cái sợi dây rồi kìa. Ồ, 3 ký. 3 ký. Mới cái này chừng 12 rưỡi vậy. 40, 50 rồi. Gần 1 giờ rồi. 12 giờ 50. Giờ đó mình xuống mương mình rửa sạch đó. Cái nước cho thấy vậy chứ nó mặn lắm. Lầm. Làm nó hết dễ chết. Mình cột vô cái cây cái chàm cho nó cột vô gốc hết. Bây giờ giữa giờ rửa tay nè. Hôm nay con đem thêm nước với bánh tét. Bánh tét, bánh tét con vỏ hôm qua. Anh có đem cái dao hay không? Có. Có sức ngon đi. Bánh tét như chuối. Thiệt nhiều không? Không vỏ rồi nội năm ngoái thì còn đó. Nó hôm nay bận quá. Mình không có bánh tét mình đặt. Ho, quá ho. Mời cái dạng nè. Ăn xong mình vô liều mình nằm mình nghỉ một lát cho nó dạng nó ra nó mình bắt tiếp tục á. Mình tách chuối. Dạ. Em với con nhỏ này thái con chuối. Con chuối ăn nó ngọt. Mềm dễ nuốt. Nhưng đậu này kia khô. Ngon quá. Vừa ăn luôn á. Bánh tét ăn không xu hả? Ăn không ha? Con này tại vì nó ít ăn bánh ăn này kia. Gặp con bi hồi nãy nó ăn lo mà cung đi vô rồi. Bánh mà để khơ khơ là nó chạm nó gịnh lấy đi à. Nhà bánh tét con ăn đâu được ăn à. Con ăn con mướn không? Không ăn. Mình thấy được tết không? Ồ. Quá trời bự nha. Mình mất đèn ra. Sao là tết. Lụm gạo. Hồi luôn nó hết rồi cay chà ba nữa vô tụi hên 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 đang ngủ ngon mà cũng phải ra bắt ra nhờ nghe nó kêu chuyện có nổi tranh thủ anh bắt nè. 2 giờ hơn 2 giờ mình thấy khá cái thường cảnh Thank you.
rồi gặp con ếch cái cũng không có nhỏ đâu, mà ếch cái cũng thối thằng ếch cái. Mệt đực nữa xíu. Đực giờ lượm gạo ếch hồng ếch cái à. Ôi ôi nè em, mới ngủ được cũng chắc chút xíu rồi cái đi ra bắt được hai cặp thấy sướng tay. Cái này có là rồi cặp thôi, ít ít lẻ rồi sáng sáng mất cái cặp nhiều ha anh. Hơi anh vô. Hơi anh bắt cặp chứ. Vô trong đạp rồi mà còn bắt cặp rồi. Né luôn hả? Được con đó anh. Không được con nào nha, được con đó anh. Thôi nãy giờ được thêm hai cặp kia nữa đó. Thì sảy ngủ vô giường nữa. Thôi đừng hết nha. Nãy giường nó vậy. Vậy cái đâu con đó là nó ngoài tấm lưới ha anh. Cái con nó ngoài tấm lưới hả? Ồ. Ngoài tấm lưới cái gào à. Cán. Ồ, nặng quá. Thấy được cái đó. Cũng cặp nhưng mà cặp này là cặp nhái. Nhái cũng có cặp.
sớm giờ thì để cho anh Linh nhóm đội đi bắt, tại con mỏi chân quá. Không, sớm giờ anh đi bắt được mấy cặp? 3-4 cặp. Bữa nay ở bắt cặp nhiều hả anh? Ừ, 4 kg rồi đó, đã giòn lại coi. Thấy gì nè? Nghe bắt cặp nữa. Nghe bắt cặp nhiều chừng nào là ớt nó lên cặp nhiều chừng đó. Rồi lấy anh đi ấn ra, đi dọn lại. Trúng, trúng. Ủa, vô mảnh rồi. Quá khứ rồi, 2 túi rồi. 4 kg, có chờ anh nè. Nhiều nha anh. Hả? Nhiều quá. Không, nó mau lên tí. Này vô mánh à. Hai con nó mau. Dịnh được không? Để em móc máy xuống cầm tiếp. Được. Hôm nay là trúng nhất ở đêm. Đi đêm là đêm thứ tư. Lắm thứ hết nè. Trên 4 kg. Này đôi sáng nữa kiếm 5 kg, 6 kg coi. Giờ mình uống nước, gần nghỉ, nghỉ chân chút đi. Mình thấy ớt, mà không biết dám lại gần. Con không dám đi dặn, tại vì đi sợ đi nhảy vô giường. Ở chân mình lại bắt nè. Sớm giờ hụt to chỗ cái giường này là 2 cặp rồi. Còn ít cái cổng ít được luôn. Dính không anh? Nãy mình bị sảy cặp này nè. Con ếch cái nó cổng nó đực nhảy. Nhảy như bay đó. Cái cá bự cỡ này bởi vì nó cổng anh. Dạ. Cổng. Lần thứ hai nó bắt được. Cặp này không có bướm lại. Bữa nay mình vô hàng khủng không mấy anh? Có ếch cái bự bự không? Mình thấy ớt nè. Cặp nói gì anh? Tại con bị khan tiếng lắm không? Rồi lúc bị Covid tới giờ nó hay bị khàn khàn tiếng, bởi vì có nói không nghe, ở nhà cũng thông cảm. Bấm đèn đó. Ê, để anh bấm cho. Tại em sợ bấm sớm quá nó lặn.
dám cặp nào nãy thằng đó đấy. Hợp rồi, em đứng chặn đầu. Nói cho đó. Thấy cực khổ quá. Hai con này cũng lỡ lụy nữa. Là cắm nãy nó vô mình thấy cặp đó với cặp này phải không anh? Cái gì mà sột sột nữa kìa. Mình thấy là tốt hơn. Đi từ từ vậy. Bữa nay nó bắt cặp quá nhiều luôn. Sớm giờ mình dính cặp cặp không. Hôm nay bắt dính loại gì không biết mệt. Còn hôm bữa bắt đi từ từ tới gần mí giường nó sợ. Giết anh, giết anh. Rồi. Ôi. Uống gì ghê. Cồn quá cồn rồi. Ở dưới chặn đầu á. Mình ảnh kêu dính ra. Cái này là gần 4 giờ. Còn bắt cặp nhiều quá. Cặp nó hả? Để đắt nó hơi đúng. Nó đâu đâu nó trái hả cặp cặp má nó trái nằm dưới nè. Ủa nó cực cũng bự vậy bự dữ cái thằng gì ừ nó trái nó cũng bự lắm rồi anh đụng nó rồi không, xa giường là nó nằm im gu vô đó còn gần giường nó biết thôi nha ít nhất là nó nhảy vô giường liền. Ôi ôi con ếch trái dữ lắm rồi tới công chuyện ếch trái nè. Trời ơi cặp ếch. Cặp ếch này hai người làm một dĩa mồi đẩy 1 lít rượu. Thêm nước mớ bỏi nó là đủ luôn á. Hai người. Mình nấu cho ngày mơ mình nấu cháo Singapore ăn bữa thôi nè. Coi từ từ tính vậy ơi. Từ khi mơ mệt quá đi sao đây. Nấu ngon quá mà ăn không nổi. Hình quả sớm giờ vợ chồng đi đặt sao được nhiều hả anh? Ừ. Chị mấy rồi đó à? Còn gỡ 2 túi một chút về. Nặng lắm. 6 kg. Hết thầu thôi. 2 túi. Dữ dàng thật chứ. Năng trúng nhất. Thấy hàm. Đó vậy. Con rượu nó nặng. Thôi về về về. Bây giờ mình cúng rượu mình về luôn nha anh em. Để về dỗ cái khôi cho bà nội về nhà. Này cũng 4:20 rồi. Thì để cho mình cúng rượu mình về. Giờ tới nhà cả nhà.
rồi để mình đứng cân được nhiêu. Ôi, cái thành quả cái... anh nói cỡ 6 kg hả? Từ 6 kg cho lên anh nói nhiều đi, chính xác là nhiêu? 5 kg gỡ. Em nói 6 kg gỡ. Dạ anh thua cái gì? Còn nhiêu biết liền. Ủa sao tôi 7 kg mấy chứ gì? 7 kg gỡ. Chưa được 7 kg gỡ. 7 kg 3. 7 kg 3. Như 7 kg đi, trừ 2 bị. Tôi bự thử nhiêu. Tôi bự này chắc 5 kg quá. Hơn 5 kg quá. Hơn 5 kg anh ơi. 5 kg gỡ luôn á. 5 kg gỡ luôn. Nhảy. Trời, cái đầu không mới được. Giờ để con ấp máy xuống để mình